Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì. Cùng tham dự có đại diện các bộ ngành liên quan cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, việc phát triển cụm công nghiệp thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, đặc biệt tại khu vực nông thôn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2024 quy định về phương án phát triển cụm công nghiệp, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. Nghị định này nhằm thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Đối tượng áp dụng của Nghị định 32/2024/NĐ-CP là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Công Thương địa phương cũng giới thiệu, phổ biến một số nội dung cơ bản trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và một số nội dung Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ vừa được ban hành.